Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài để du xuân. Tôi lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng khi đến Việt Nam, mọi lo lắng của tôi dường như đã biến mất. Việt Nam rất đẹp và rất vui. Đó là chia sẻ của một vlogger Trung Quốc tới dân mạng nước họ. Các bạn thân mến, một ngày trước trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một video của một nữ vlogger người Hồ Nam kể về hành trình khi đi du lịch Việt Nam. Được biết, vlogger này có tên là Phương Bát Đà. Đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam, cũng là lần đầu tiên được ra nước ngoài. Cho nên cô rất hồi hộp và lo lắng vì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình trong chuyến đi này. Đặc biệt cô lo lắng về sự an toàn. Gạt qua những yếu tố đó, Bát Đà đã nhanh chóng lên đường để sang Việt Nam. Phương tiện cô lựa chọn đó là xe khách giường nằm loại VIP. Toàn bộ hành trình rơi vào khoảng 14 tiếng từ Móng Cái đến Đà Nẵng. Cô chia sẻ, đây là chiếc xe khách mà tôi sẽ đi ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ lên xe và xem bên trong nó như thế nào. Ôi mẹ ơi, không gian này tôi thực sự là lần đầu tiên được trải nghiệm. Bạn có thể nằm duỗi chân ra thoải mái, nhưng bạn không thể nằm xuống 180 độ. Môi trường tổng thể của chiếc xe này tốt hơn tôi tưởng tượng một chút, không quá hôi và bẩn. Bạn xem trên đó, toàn bộ nội thất khá mới lạ đối với tôi. Không ngờ các pháp sư có thể làm được điều này. Đặc biệt, mỗi phòng còn có một cái tivi nữa. Tôi nghĩ 14 tiếng này sẽ khá thoải mái. Cuối cùng, tôi đã đến nơi vào 4 giờ sáng và tới khách sạn lúc 5 giờ 12. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe khách đường dài. Mặc dù đói và buồn ngủ, nhưng nhan sắc của tôi vẫn không thay đổi chút nào. Bây giờ nghỉ ngơi đã xong, đây là lúc lên đường khám phá Việt Nam thôi nào. Hôm nay quả thực rất vui và tràn đầy năng lượng, trái ngược với tâm trạng ủ rũ và mệt mỏi của tôi tối ngày hôm qua. Tôi không ngờ ở đây có nhiều người như vậy, vui quá. Tôi nhìn thấy một anh chàng đang biểu diễn điên cuồng như thế này, thế là tôi cũng đến chơi và cái kết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam, quả thật có rất nhiều điều thú vị. Bây giờ tôi sẽ đến địa điểm tiếp theo. Hiện tại tôi đang đứng ở thị trấn cổ Hội An huyền thoại của Việt Nam. Nơi đấy khá đẹp, nếu hình ảnh này xuất hiện trên Internet Trung Quốc chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao họ không phát triển kinh doanh ở đây? Đây là cơ hội kinh doanh của các bạn đó. Đó là chia sẻ của vlogger Vương Bát Đà. Không chỉ có mỗi vlogger này bất ngờ và ấn tượng trước vẻ đẹp của Hội An, mà mới đây cũng có một vlogger Trung Quốc đã nói rằng Việt Nam có vui không? Nếu bạn thường xuyên nghe tin đến đó sẽ bị cắt thận và sẽ không đến Việt Nam du lịch nữa, đó thực sự là một tổn thất lớn cho bạn. Nếu bạn tin vào tầm nhìn của tôi về trải nghiệm ở Việt Nam, vậy bạn phải xem video này của tôi. Những nơi tôi đến ở Việt Nam có thể khiến các bạn đến đó ngay lập tức. Khi tôi vừa đến khách sạn thì trời mưa. Tôi nghĩ, làm thế nào để quay phim khi thời tiết như thế này? Nhưng ngay sau đó, khách sạn đã nâng cấp cho tôi một cái hồ bơi trong nhà. Hồ bơi này sẽ là của tôi. Nói chung mọi thứ ở đây không kém gì Trung Quốc đại lục. Sau khi xem được những video này, netizen Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chất lượng xe khách tốt hơn nhiều so với lúc tôi đến đó, nhìn xe vẫn còn rất mới. Việt Nam thật đẹp, vừa lạ vừa quen. Tôi cũng đã đến Hội An vào đầu tháng 2. Đến đó phải ăn bún, bún Việt Nam rất nổi tiếng và ngon, với những sợi bún tròn và mỏng. Tôi nghe nói đến Việt Nam du lịch sẽ tiết kiệm chi phí so với đến các nước khác, nhưng tôi vẫn chưa dám đến đó. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là bạn cần phải đi ra ngoài và không cần phải lo lắng về sự an toàn. Bất cứ quốc gia nào có luật pháp và chính trị ổn định đều an toàn, tại sao không đến Việt Nam? Không biết Việt Nam có đẹp thật không, nhưng những bức tranh mà bạn chụp quả thật rất tuyệt vời. Việt Nam vui thật đấy, nhưng thật khó chịu khi phải tip cho hải quan khi qua biên giới. Tôi đã đến các nước Đông Nam Á vài lần, nhưng chưa bao giờ đến Việt Nam. Tôi nghe nói ở đó không an toàn, nên không dám đến đó. Có một số nơi ở Đông Nam Á có phong cảnh rất đẹp, nhưng tôi thực sự không dám đến đó. Phong cảnh phố cổ Hội An khá đẹp, phong cảnh về đêm là đẹp nhất. Có rất nhiều thuyền và những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc thật quyến rũ. Những ai đã đến Việt Nam đều biết ở đó vui và an toàn, không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng. Tôi vừa ở Nha Trang về, cảm thấy rất tốt, ăn uống và vui chơi rất thoải mái. Tôi đã đến đó hai lần, một lần khi tôi bước ra khỏi nhà hàng, khi chúng tôi đang đi bộ về khách sạn bên đường, thì có một người đàn ông Việt Nam đi xe đạp ngang qua, nói giọng điệu hùng hãn và khó hiểu. Tôi có cảm giác như ông ta đang mắng mỏ chúng tôi. Người Trung Quốc khi đi ra nước ngoài cần chú ý đến 3 nguyên tắc. Luôn giữ thái độ khiêm tốn, không được hung hăng, không được đến nơi ít người. Việt Nam là đất nước tuyệt vời, có thể nói là an toàn nhất Đông Nam Á.
tôi và bạn bè đều chưa gặp phải vấn đề gì khi đến đó. Trước đây có một người châu Âu hỏi tôi tại sao không đến Việt Nam. Tôi nói là Việt Nam không an toàn, nhưng người đó nói với tôi rằng Việt Nam thực sự an toàn. Tôi đã tin lời anh ta và đến đó. Quả thực nó khác xa so với tưởng tượng của tôi. Tôi đã đến Đà Nẵng, Nha Trang, Huế và Hội An. Lần tới tôi muốn đến Ninh Bình, Hạ Long và Đà Lạt. Tôi thường xuyên thấy những bài viết giới thiệu về tour du lịch Việt Nam giá rẻ. Tôi cũng đến đó nhưng không biết những tour đó thật hay giả. Là giả đó, lừa đảo ở khắp mọi nơi. Bạn phải cẩn thận, tốt nhất là đi tự túc, bạn sẽ khám phá được nhiều địa điểm hơn. Nếu đi theo tour, họ sẽ dẫn bạn vào những địa điểm mua hàng và đến những điểm tham quan nhạt nhẽo và không thú vị. Việt Nam thật tuyệt vời, tôi từng làm việc ở Hạ Long được 1 năm và hiện tại tôi có rất nhiều bạn bè Việt Nam. Tôi may mắn được ở lại Việt Nam gần 1 tháng, cuộc sống ở đó rất chậm, phong cảnh đẹp, tiêu dùng ổn. Tôi cũng đã đến Đà Nẵng, nó siêu đẹp, thật sự không có điểm gì để chê cả. Việt Nam rất an toàn. Tuy nhiên, đừng bao giờ sử dụng đồng hồ khi đi taxi ở Việt Nam. Bạn sử dụng ứng dụng gọi taxi trên điện thoại và tất cả đã có giá niêm yết. Tôi đã từng đến đó, nó không nguy hiểm, nhưng chắc chắn không thân thiện với người Trung Quốc. Nơi nào tốt nhất để đến Việt Nam lần đầu tiên? Tôi thích những hòn đảo, cảnh quan thiên nhiên và các công trình lịch sử. Tôi dự kiến ở đó khoảng 10 đến 11 ngày. Tôi nghĩ Đà Nẵng là một lựa chọn tuyệt vời. Nơi đó có phong cảnh đẹp và giá rẻ. Đảo Phú Quốc hiện nay hiếm khi được người Việt Nam đến thăm. Nếu bạn thích đến những bãi biển, tôi khuyên bạn đến đảo Phú Quý. Việt Nam là quốc gia an toàn nhất ở Đông Nam Á. Mục đích du lịch là để thư giãn. Thế giới rộng lắm, chúng ta nên đi ra ngoài để ngắm nhìn thế giới. Ngoài trừ khách sạn sang trọng và biển, thì Việt Nam vẫn nghèo nàn lắm. Nhưng nếu thích kiến trúc Pháp thì bạn có thể đến đó. Ở đó có những ngôi nhà đủ màu sắc, có thể uống một cốc cà phê ở quán ven đường và trải nghiệm cuộc sống chậm ở đó. Tôi đã đến Việt Nam. Việt Nam thực sự không hề nguy hiểm chút nào và rất đẹp. Nó thực sự rất vui, phong cảnh rất đẹp, đồ ăn rất ngon, mà giá cả lại rẻ. Có tiền tôi sẽ đến đó một lần nữa. Ngoại trừ Singapore, các nước Đông Nam Á đều nguy hiểm đến mức tôi không hiểu tại sao những vlogger này lại nói tốt về nó đến thế. Hãy cẩn thận túi sách của bạn, có người đi xe máy đến giật túi sách của bạn đó. Tôi đã đến thành phố xinh đẹp này 2 lần và tôi đã giới thiệu cho bạn bè của tôi. Đà Nẵng là một thành phố sạch sẽ, ngăn nắp và vệ sinh. Tại sao cảnh ở Việt Nam lại đẹp đến thế? Thật tuyệt vời. Phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, nét thanh nhã của Trung Hoa và sự lãng mạn của Pháp càng trở nên đẹp hơn khi màn đêm buông xuống. Tôi nhất định phải đến đó một lần trong đời. Và một ngày nắng đẹp, bãi biển Mỹ Khê có nước biển trong xanh và bãi cát mịn, thật yên bình và thư thái. Tượng Quan Âm trên bán đảo Sơn Trà nhìn ra núi, biển và đất khí thế phi thường. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy về đêm, phố cổ Hội An như một đại dương trong sáng, một bức tranh đan xen sinh động và thịnh vượng. Nó làm tôi nhớ lại, cà phê địa phương ở Việt Nam rất ngon. Có rất nhiều lựa chọn cà phê cho bữa sáng ở khách sạn, nhưng tôi chỉ chọn cà phê địa phương. Ngoài ra còn có một tách cà phê làm bằng đất sét địa phương được mua ở phố cổ Hội An. Chất lượng đất sét đặc biệt và tôi vẫn trân trọng nó. Đừng lo lắng về sự an toàn khi đi du lịch Việt Nam phải không? Tôi nghe nhiều người nói đến đó không an toàn, nhưng bạn lại nói nó rất an toàn. Tôi muốn đến Đà Nẵng trong năm nay và thành phố Hồ Chí Minh, không biết có quen được với đồ ăn Việt Nam không? Càng về đêm, dòng sông ở phố cổ Hội An càng tối hơn. Điểm khiến tôi hào hứng nhất là những chiếc thuyền bồng bềnh trên sông, những chiếc thuyền đang lướt trên những con sóng xanh và người dân đang chèo thuyền như cảnh ở trong tranh vậy. Dọc hai bên bờ, những túp lều kiểu Việt được thắp sáng rực rỡ như đang bước vào một bức tranh thịnh vượng. Hải sản ở Đà Nẵng rất ngon, giá cả phải chăng, khung cảnh phố cổ Hội An về đêm thật tuyệt vời. Tôi đã đến đó vào năm 2018, phố cổ rất đẹp, biết tiếng Anh khi sang Việt Nam rất thuận tiện. Mình đã nghe nói đến Đà Nẵng và xem video của bạn, rất hay, lần sau nhất định phải đến đó. Hội An thực sự rất đáng xem, những chiếc đèn lồng được bán ở đó rất độc đáo, những chiếc áo dài với chất liệu khác nhau và giá cả đều rất đẹp. Tôi thích phố cổ Hội An và muốn đến đó một lần nữa, món ăn Việt Nam ngon quá. Những chiếc thuyền đầy màu sắc với ánh đèn màu trôi trên sông đẹp quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi đã đến Đà Nẵng vào tháng 1 năm 2018, sau khi xem video của bạn, tôi lại muốn đến Việt Nam lần nữa. Điều tuyệt vời nhất ở thành phố cổ Hội An là những chiếc thuyền được trang trí bằng ánh đèn nhiều màu sắc và lướt trên sông.
Đêm nay thật quyến rũ phải không? Chắc chắn, tất nhiên rồi, tôi thích nó. Phía trên là một số bình luận của netizen Trung Quốc. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.